Honda SH 2020 chưa có mặt tại đại lý, nhưng dự kiến sẽ cao hơn so với giá đề xuất từ 15 đến 20 triệu đồng. Còn Honda SH 2019 thì lại đang cháy hàng. Vâng, đó là những cái thông tin mà trong video này hôm nay Duyên sẽ chia sẻ tới mọi người thông tin về những cái thông tin về giá bán của chiếc xe Honda SH 2019. Hiện tại đây là một chiếc xe đang cháy hàng và giá thì đang cao lên do số lượng có hạn, Honda không còn sản xuất nữa. Còn dự kiến thì ngày 24 tháng 11 tới, Honda SH 2020 sẽ có mặt tại các đại lý. Giá có thể cao chênh hơn 15 đến 20 triệu đồng so với giá đề xuất của nhà máy. Vâng, mời các bạn cùng theo dõi ở phần tiếp của video và nhớ hãy nhấn nút đăng ký ở phía dưới của video. Theo đó, tất cả các phiên bản xe Honda SH 125 và Honda SH 150 2019 đều đang cháy hàng và tăng giá mạnh. Thậm chí ở nhiều đại lý đã không còn đủ các mẫu SH để trưng bày. Cụ thể, mẫu Honda SH 125 CBS hiện có giá bán đang dao động từ 86 đến 88 triệu đồng, tăng hơn 2 triệu đồng so với tháng trước. Còn Honda SH 125 ABS có giá bán là 96 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với tháng trước. Tương tự thì ở các phiên bản SH 150 CBS và SH 150 CBS đen mờ đang có giá bán là 104 triệu đồng, vẫn giữ nguyên giá so với tháng trước, nhưng nếu so với tháng 9 và giá đề xuất của hãng thì các mẫu xe này cũng đã tăng rất mạnh, chênh lên rất mạnh so với giá đề xuất. Riêng đối với hai phiên bản là Honda SH 150 ABS và Honda SH 150 ABS màu đen mờ giảm giá nhẹ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng so với tháng trước. Tuy nhiên, với mức giá là 114 triệu đồng đối với phiên bản Honda SH 150 ABS và 118 triệu đồng đối với phiên bản Honda SH 150 ABS màu đen mờ thì giá hiện tại ở các đại lý vẫn rất cao so với giá công bố của hãng. Theo các đại lý xe, sở dĩ thời điểm này giá SH vẫn tăng cao, thậm chí nhiều mẫu còn cháy hàng do có thông tin SH 2020 mới chuẩn bị được mở bán vào ngày 24 tháng 11 tới đây. Chưa kể sau khi SH 2020 mới được mở bán tại các đại lý thì mẫu xe SH cũ sẽ không còn được Honda sản xuất nữa. Vì vậy, SH cũ đang cháy hàng, thậm chí không có xe để bán. Khi hỏi về giá bán dự kiến của Honda SH 2020, nhân viên bán hàng tại một số đại lý cho biết nếu muốn mua SH 2020 ngay trong đợt đầu, khách hàng phải đặt cọc số tiền trước, bởi lượng xe về đại lý dự kiến sẽ không nhiều trong khi lượng người mua lại đông đảo. Bên cạnh đó, càng sắp Tết, giá Honda SH 2020 có thể sẽ còn tăng tiếp chứ chưa dừng lại ở mức giá hiện tại. Được biết, giá Honda SH 2020 đã được các đại lý báo giá chênh lên với giá đề xuất dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. Cụ thể, SH 150i các phiên bản phanh CBS và ABS có giá lần lượt là 105 và 110 triệu đồng. Honda SH 125 CBS cũng có giá lên tới 84 đến 85 triệu đồng. Trước đó thì vào ngày 5 tháng 11, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu Honda SH 2020 ra thị trường với một số thay đổi về thiết kế cũng như động cơ. Xe được bán ra với hai phiên bản động cơ cùng mức giá dao động từ 71 đến 96 triệu đồng. Về thiết kế, kiểu dáng của Honda SH 2020 thay đổi ở dàn đèn pha được đưa xuống mũi xe, xi nhan hình mũi tên cao lên trên một chút. Vị trí trước đó được đặt đèn pha thì giờ là đèn nít định vị. Đèn hậu cũng dạng nít với hai tầng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số mới hoàn toàn. Ở phần thân xe cũng có sự thay đổi nhẹ cả về ống xả và tay xách. Đáng chú ý, lần đầu tiên Honda Việt Nam phát triển chức năng kết nối Bluetooth trên một mẫu xe máy, cụ thể là Honda SH 150i đi kèm với ứng dụng My Honda.
trên điện thoại thông minh sử dụng trên thiết bị iOS hoặc Android để thông báo cuộc gọi, tin nhắn trên màn hình đồng hồ xe. Đồng thời, khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe như tình trạng vận hành, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, thông tin các sản phẩm mới hoặc sự kiện của hãng. Honda SH 2020 cũng được trang bị động cơ ESP cộng mới với hai phiên bản đang được phân phối là 125i và 150i. Với phiên bản 125i, động cơ cho công suất là 12,5 HP tại 8.250 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại khoảng 11,4 Nm. Phiên bản 150i mạnh hơn với công suất khoảng 16 HP tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 14,2 Nm. Vâng, như vậy là Tuyên đã chia sẻ cho mọi người thông tin về chiếc Honda SH 2020 và cập nhật giá bán mới nhất của chiếc Honda SH 2019 vào thời điểm hiện tại. Còn đối với những anh chị nào, cô chú nào có nhu cầu mua chiếc xe này theo hình thức trả góp thì có thể liên hệ với Tuyên theo số điện thoại 0946 313 216. Mọi thông tin tôi đã cập nhật đầy đủ trên website xemaybacgiang.com. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã kích và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau trên kênh Xe Máy Bắc Giang.